Trường Giang đứng hình, rưng rưng nước mắt nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài khi nghe hát Nhỏ ơi. Ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngâm ngưng ta hỏi nhỏ. Trong một chương trình, Trường Giang đang rất vui vẻ ca hát với đàn em, bỗng một người cover ca khúc Nhỏ ơi làm Trường Giang đứng hình mất vài giây. Như mọi người cũng biết, ca khúc Nhỏ ơi gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ Chí Tài, một người anh trong nghề vô cùng thương yêu Trường Giang. Vậy khi nghe đàn em hát bài hát này, những giai điệu thân quen còn đó mà người anh xưa nay đã ra đi mãi. Trong nắng chiều bay bay, ngâm ngưng ta hỏi nhỏ. Nhưng đến lúc đàn em hát vấp thì anh mới bừng tỉnh và lấy lại tinh thần. Danh hài này nhiều đến thế. Việt Hương vốn là người em thân thiết của cố nghệ sĩ, mỗi lần nhắc đến Chí Tài là cô lại khó kìm được nước mắt. Đây là phải đi chung chứ, đúng không? Đâu có bỏ ông lại nữa. Nhưng trong một vở diễn của Thúy Nga Paris Be Nice, Việt Hương khiến cả khán phòng lặng người khi mang di ảnh cố nghệ sĩ lên sân khấu. Nhiều fan hâm mộ của nghệ sĩ Chí Tài vừa thấy di ảnh mắt đã rưng rưng chực khóc. Dàn nghệ sĩ đang diễn hài trên sân khấu cũng lạc giọng vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Ngay cả Việt Hương cũng đã cố gắng rất nhiều để không khóc mà phá hỏng mãn miếng của mọi người. Trước đó khi qua dọn nhà của đàn anh, Việt Hương đã giúp khán giả nhìn lại thành tích của nam diễn viên đa tài được nhận trong suốt những tháng năm cống hiến cho nghệ thuật. Khán giả đều biết đến mối quan hệ khăng khít của Chí Tài và Việt Hương. Trên sân khấu, hai anh em luôn kết hợp hài hòa với nhau để đem lại màn trình diễn tốt nhất cho khán giả. Em khổ lắm. Thêm vào đó, nữ diễn viên luôn lo lắng cho anh mình phía sau ống kính. Hương ơi, hôm nay em muốn ăn cái gì chị làm. Không, gọi điện cho ông Chí Tài, ông Chí Tài tự ra món luôn. Hôm nay anh muốn ăn gì nghe, bỏ tôi qua bên. Vợ cố nghệ sĩ từng nhắn nhủ Việt Hương chăm sóc chồng thay mình trong giai đoạn cả hai phải sống xa nhau. Tôi nuôi anh Chí Tài tới ngày hôm nay đều bằng một tay tôi. Tôi chăm anh Tài còn hơn vợ anh ấy nữa. Vợ anh Tài cũng không nuôi nữa mà gửi gắm anh ấy cho tôi luôn. Cái áo anh ấy mặc cũng là tôi lựa cho anh ấy. Dù ra đi đã lâu nhưng những kỷ niệm về cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn còn sống mãi trong lòng người hâm mộ và anh chị em đồng nghiệp trong nghề. Bạn cảm thấy thế nào về sự việc này? Cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!